Ô vẫn đang được full. Ôi shit. Extra có hành, có mảnh nhá. Ai extra có cái hòm gọi là hòm hòm AI ngẫu nhiên. Thì có mấy cái mảnh ở bên uống ở này, cái được ngon hết. Đây. Hôm qua thì có review rồi đấy. Có gì thì cánh Thuy mua là mò trên cái buổi livestream trước. Ở đây tôi cũng đã có cái phân tích khá là chi tiết về cái mảnh về cái riêng cái hòm đấy. Là có cái gì hoặc không ấy thì lấy cái hoặc là vào cái bên fanpage đột kích cho tổng ngắm ấy cũng có thông tin khá đầy đủ nhá. Thấy gì nhá, nhớ để nhớ lại cái hòm này ấy, có 6 nòng lắm một thời gọi là một cái dạng tool không giật hợp pháp, bắn tới đâu súng gì đấy, nhưng nhiên thì về sau thì cũng đã bị fix. Nhưng mà nói chung về lâu về dài ấy, con này thì cũng là dạng khá là tởm. Nào các bạn nào cũng muốn lấy hòm này, mình nhường các bạn này. Được hai hòm vàng rồi. Ui, đùa Rusty được ghép với cả đùa Chris với cả con 12-16 Camosco nó chuẩn hơn. Ra thì muốn mà bắn xóe rồi. Ôi giời, thấy cái hòm này mà thật kỳ cụ nó. Mình kiếm tiền như chúa thì làm sao mà phải lo nữa. Ơ mà cắn nào, cắn nào. Ơ gần như chỉ là giảm sát thương là chính. Được chắc thì bi đông giảm được 17%. Thì cũng nhớ bây giờ không biết là bây giờ từ cái lúc mấy cái map kiểu hết thành cổ xong bây giờ không biết có map nó giảm, không biết là bây giờ cái bộ giảm thiệt hại tối đa của chiến đấu AI bây giờ là bao nhiêu phần trăm nữa. Bởi vì hiện tại theo tôi được biết thì cái mạnh nhất hiện tại đang là tầm 72%. Còn cái nào cao hơn thì không biết. Ồ vãi cả, nó vẫn xuống 1. Đấy là một cái lỗi khá là mất dạy. Ok xem nào. Ui bản thiết kế, bản thiết kế thì nổi. Đấy này kiểu gì kiếm lại sợ mà. Ui MG3 Perfect Silver. Thành viên kia là Rose Camon 7 ngày à. Dọn nít, dọn nốt cái thứ nào mà nó đang bị thiếu và bị thừa cho con ultimatum này đi rồi đấy. Sao ép mà có con này thì vứt này. Con này không bán, bấm bán nhưng mà không bán được, không bán được. Con này thì có thể cho đi lần này.
Rồi. Riffle thì có con QBT chính nhằm ở đây con này. M4C QBT come on. Hết rồi. Sniper nè. Không có gì, cứ không vàng, không đồng hết đã. M3 Perfect Silver. Vũ khí phụ. Đây có con này vứt này. Cận chiến à? Cận chiến chắc là cũng không có gì cả bạn. Thôi. Lý lựu đạn nữa là thôi. Dừng rồi. Ok. Buổi livestream của chúng ta đến đây là kết thúc. Nói chung là cũng không quá nhiều thứ đáng nói. Dù rằng hôm nay sinh nhật final thật nhưng mà thực sự cho những lúc này thì V-Online vẫn chưa có gì động thái gì mới cho chúng ta để gọi là có thể phân tích thêm về các event cho phần 2 của cái sinh nhật 13 năm. Thôi thì nếu như mà ngày mai có cái sinh nhật nào, nếu như ngày mai ví dụ có kèo quay tay hoặc là kèo liên quan định phân tích event các thứ ấy, thì tôi sẽ lại phân tích cho công. Thôi, buổi livestream đây kết thúc và chúc mọi người một buổi tối tốt lành. Vậy nhé.